Ồ, bởi hai trứng kìa. Đây một trứng. À, trứng này trứng non. Trời ơi, trứng này sắp bể nữa nè. Thì mình có giúp cho mình đỡ buồn có thường điện cho mẹ không? Có. Điện hả? Dạ. Điện bằng gì? Zalo hay là số điện thoại? Zalo. Điện Zalo. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị đây là đàn vịt với hơn 2.000 con. Hình như là 2.800 con hay sao á. Và đàn vịt này được một cái cậu bé 13 tuổi chăn thuê. Và như cô bác quý anh chị đã thấy á, đàn vịt này hôm nay không còn chạy đồng giống như cảnh lúc trước nữa, mà người ta gọi là đàn vịt về gọ. Vì những cái cánh đồng bây giờ đã xả lũ hết rồi, đàn vịt về đây phải ăn thức ăn. Và Bin đang đổ thức ăn cho mấy con vịt ăn nè. Bin bây giờ thì không còn ngủ ngoài đồng nữa, mà vô trại ngủ rồi, cũng đã có mái che rồi. Hằng ngày thì Bin cũng không có phải đầu đội nắng, mà ban ngày đội nắng, tối đội sương nữa, mà chỉ có lượm trứng rồi ở trong cái trại ngủ thôi. Một bao như thế là khoảng 25kg. Bin chia ra làm hai, cho ba thao để các con vịt nó ăn. Khi mà vịt chạy đồng á, thì cô bác anh chị biết không, chủ sẽ đỡ tốn tiền thức ăn hơn, tại vì nó ăn sẽ ăn những cái hạt lúa còn sót lại ở trên cái cánh đồng ruộng á. Mấy ngày nay thì vịt không còn chạy đồng nữa, mà phải về gọ này ở vài tháng. Sau khi lúa thu hoạch rồi đó thì vịt mới bắt đầu lên đồng lại. Và ngày hôm nay thì cũng có mẹ của Bin đến đây thăm con của mình nè. Đây, sau khi đổ xong thì các con vịt xuống lại ăn. Không biết là tụi nó giờ này có đẻ sót, có đẻ gớt nữa không Bin? À, con nghĩ là có. Hả? Con nghĩ là có. Ô, hai chú cháu mình đi lượm giống như trong động. Chui vào mấy con nữa đây Bin. Lên đây. Tụi vịt nó đi phân bừa bãi. Chui ra ngoài là con phải kiếm hả Bin? Con phải bắt nó lên hả? Vịt bây giờ thì cũng không có. Ồ, bởi hai trứng kìa. Đây một trứng. À, trứng này trứng non. Trời ơi, trứng này sắp bể nữa nè. Ồ, có nghĩa là không có đủ lúa, nên là nữ là đẻ cái vỏ của nó không được cứng. Xích chơi tới Bin. Bởi uổng quá trời luôn rồi Bin à. Mới đây nó mới đẻ. Dạ. Dạ, nó đạp rồi xém bể luôn. Mấy con vịt nó, nhầm khi nó đẻ ở dưới nước nữa. Trời ơi, đi vô đây ghê quá. Cái đó là mười mấy con luôn à. Nó bị ra ngoài, vịt thì phải có nước mới được. Mà thiếu lúa thành nữ con vịt nó đẻ, rồi là đẻ non, cái trứng của nó mềm lắm, không có đủ môi á. Bể quá trời, bể luôn. Con Bin, con trứng bộ hả con? Đâu? Nè. Ồ, cũng vậy luôn hả Bin ha? Nè chị, trứng lại trứng đó lùa nó là nè. Trứng non non là chủ buồn lắm. Dạ. Ông lội xuống dưới đó lùa đuổi nó lên đi. À, chút xíu đi, mình vô trong xíu nhà tí xíu đi. Bin bây giờ cao lắm rồi. Bin cao gần bằng chú Hồ luôn rồi Bin. Bin này lên được mấy ký rồi. Lên được mấy ký rồi. Tối là ngủ ngoài trời luôn hả Bin? Ngủ rồi đó. Hay là cho nó vô đây ngủ? Ngủ trong đây. Ngủ đây hả? Dạ. Chứ nó không có ngủ ngoài trời đó hả Bin? Dạ không. Tối lừa vô đây. Thông tin với cô bác của anh chị là khi mà được cô Phấn ở Úc hỗ trợ mua cái điện thoại á, Bin là tạo Zalo, kết bạn Zalo gọi cho Bùi Hồ. Nói con Bin nè. Bùi Hồ mới chọc nói là con là Bin. Chú tưởng đâu là cục sạc không chứ. Chị lên đó ngồi đi chị, xếp vô đi. Bữa nay là dịch mua thêm đấy. Vậy hả chị? Vậy là hơn 2.800 con đúng không? 3.000 mấy. 3.000 mấy rồi hả? Chị với Bin xếp vô đi. À quên nữa, hôm nay là mẹ của Bin có đi mò mấy con hến nữa. Bùi Hồ cũng mua ủng hộ hến của chị mò
ăn liền, thành thử con hến nó ngọt mập đó. Còn ở ngoài chợ thì bán 2-3 ngày thành thử cũng ốm, con hến nó ốm. Ủa chị, lượm được nhiêu đó hả? Ô trời ơi, đây nè, 2, 3, 4, 5 năm trứng nó bị ấy rồi. Đây. Mấy trứng mềm nó ngoài, còn mấy trứng kia nó để nó giấu giấu ở dưới cái ba cái gươm á, nãy bư bư gươm lên gặp. Rồi mấy ngày nay là chị với Bin xích qua đây đi. Ở đó sợ ngược sáng á. Rồi, Bin nói cho chú Hồ coi có điện thoại đỡ buồn hơn không? Bin. Có. Buồn hơn hả? Không. Sao? Chứ là sao? Không buồn. Không buồn. Xích trước, xích trước. Ngồi xích trước nè. Ủa, trời nước không đổi. À. Tối con ngủ ở tại chỗ này hả Bin? Dạ. Con ngủ với chủ hay ngủ một mình? Ngủ với chủ. Ngủ với chủ ở tại chỗ này luôn ha? Dạ. Ngủ ở đây thì so với ngủ ở trong đồng thì sao? Đã hơn. Hả? Đã hơn. Đã hơn. Đã hơn thì sao chú không hiểu? Cao gáo thoáng mát hơn đúng không? Không sợ trời mưa nữa đúng không? Dạ. Ngủ trong này thì được mấy tháng? Chưa đến tháng. Nhưng mà con ngủ mấy tháng này dịch nó mới lên đồng lại? Dạ, tháng mấy, 2 tháng. À, lúa cắt hả chị hả? Là mới ra đồng ngủ lại. Chỗ mà mua đồng đó, lúa nó cắt rồi, nó đem tới đó thôi cho. À, thôi vậy cũng được. Hôm nay là chị xuống của mình, không có ti hả? Đi mình. À. Trời mưa, mới nãy đi trời mưa. Nay mò hến được nhiều không? Mấy ký à. Mưa đang mò cái mưa chạy về. Mưa chạy về. Trời mưa đầu mùa thì cũng sợ sấm sét. Sấm sét với cái xe của mình có 50 rồi, xe nó lên dốc cầu không nổi. Ờ. Xe có 50 rồi chạy nó yếu. Nay Bin ăn cơm chưa? Đã ăn rồi. Ăn cơm với gì? Với cơm với lại canh chua. Canh chua? Dạ. Ăn ở nhà chủ hay là sao? Nhà chủ. Tại nhà chủ ăn? Dạ. Bây giờ chỗ ăn của mình nó cũng ổn định hơn tí xíu rồi đúng không? Coi chỉ có được 3 tháng là về đây thôi. Sau đó cũng phải chị lên đồng lại. Hôm ngày được lãnh mấy tháng lương rồi? 1 tháng. 1 tháng. Được tháng mấy rồi? Giữ tháng mấy nhớ không? Ừ. Đưa cho mẹ hết hay sao? Đi cho mẹ hết. Đưa cho mẹ hết. Dạ. Rồi Bin có để trong túi tiền riêng không? Có. Để nhiêu? Mấy chục. Đâu cho chú mượn ơi. Đưa cho em này. Sao đưa cho em? Gửi về cho em nó. Em nó bỏ con heo. À hả. Rồi con không còn tiền nữa. Bỏ con heo để lên làm gì? Không biết nghe. Cái đó là chuyện của em Tây á. Con cho em hay là cho em gỡ con heo mượn, gỡ con heo? Cho. Cho luôn hả? Rồi mình cho rồi mình không có tiền ăn bánh rồi sao? Thì... Hả? Dạ. Không có tiền ăn bánh rồi sao? Thì thôi. Thì thôi. Cậu ấn chị thấy Bin bắt đầu phát triển cái chiều cao rồi đúng không? Rồi cả này sáng mấy giờ lượm trứng? Dạ, ở đây thì con không có lượm. Ở đây con không lượm? Sáng ngủ tới sáng. Dạ hả? Chủ ra lượm. Sao ở đây không lượm? Bà cho hai thằng ngủ tới sáng. Hai người ngủ tới sáng. Ngủ tới sáng hả? Dạ. Nhưng mà chủ lượm con hay không? Dạ. Có lúc hay, có lúc không. Dạ hả? Dạ. Thường là chủ lượm mấy giờ? 3 giờ. 3 giờ hả? Ngủ ở đây có cái bố nữa kìa. Rồi có trải nghiệm gì ra không hay ngủ gì thôi? Trải cái chiếu ra. Chiếu ra dân mùng lên. Trải chiếu ra dân mùng. Ngủ xong rồi sáng cuốn. Ờ hả. Chị không gài mò ốc sao rồi? Mò hến sao rồi? Giờ này mưa lắm, có bữa mò được, mưa cũng đâu đi nè. Vậy hả? Thu nhập đỡ không? Thì đi một buổi vậy đó, kiếm vài ký. Có tiền cho trang trải trong ngày cũng được. Dạ. Thì cũng có mua cá, mua mắm nấu ăn cho anh của mình. Đúng
chứ không có đồ, chủ yếu lo cho ông ăn. Ờ à, tại mình vì anh của mình tốn tiền nhiều chứ thật ra là mình thì đâu có tốn mà chị. Đúng rồi. Gia đình ông thì ông đâu có ăn cơm ăn gì được, ông mua ngoài cái con nuôi bún riêu đồ này kia đút cho ông ăn. Ừ, đút ăn chứ cũng đâu tự ngồi ăn được đâu. Ừ, cái tốn tiền tả với thuốc uống này kia cũng bị như là nó bị hâm bị lỡ rồi kia cũng bị tốn sức. Ừ, làm mọi sinh hoạt là từ việc tắm rửa là chị lo cho anh làm hết. Làm chứ không đâu có đem ra tắm được. Thể thao á, thể thao nhúng nước lau. Ờ. Lau người thôi. Nằm vậy ghế cũng lỡ lét thôi chị. Đúng rồi, nhà nhiều khi nó cũng bị nợ lỡ, bị hâm rồi này kia nọ đó. Ờ. Thì cái mình thuốc mình xích. Ừ. Cái mà thuốc uống cho uống. Ừ. Xích vô mẹ đi bên, thấy con đi gì thấy sót không chị? Ai mà không sót. Nhưng mà giờ hoàn cảnh nó vậy thì phải chịu thôi chứ. Nhưng mà nói thì ai mà muốn con mình nó đi cực khổ đi. Nhưng mà mấy ngày nay thì pin vô trong cái trại này thì chị thấy an tâm hơn không? Đúng rồi, vô đây thì an tâm hơn, mưa gió rồi kia nó đỡ. Có những lúc mà pin ngủ ngoài trời á, rồi trời mưa chị chạnh lòng không? Cũng gầu chứ. Cũng đang ngồi suy nghĩ, cũng nói chuyện với anh Ti, nói giờ không biết mưa không đêm này sao. Nói vậy hả? Cái đêm đầu tiên mà Bin đi làm xa chị đó thì chị buồn không? Có chứ. Có không? Có khác. Thế nó vắng chóng chóng, vắng nhà chóng. Tại tối ba mẹ con ngủ chung mụn. Vậy hả? Hai đứa nằm hai bên. Thế nó chóng, nó khác. Có khóc không? Khóc thì giờ cũng chưa có mức để khóc. Giờ nó vậy rồi biết sao vậy. Dạ. Chị có lo rằng là sau này tương lai của con mình sao không? Tương lai gì mình cũng lo cũng không được. Tại giờ nói chung cái tới đâu thì biết tới đó thôi. Chứ nhiều khi đôi khi mà giàu có rồi tới cái lúc con lớn nó nghèo khổ nó cũng chẳng biết được đúng không? Cái chuyện đâu ai biết được. Ai biết sau này sao? Nhưng mà bây giờ cố gắng tới đâu lo tới lo đó. Bây giờ coi như là biết cái chuyện hiện tại thôi. Lỡ sau này con mà nó lớn lên rồi không có tiền cưới vợ cho nó là sao? Không biết mình sống tới cái lúc đó không nữa chứ. Cố gắng lên chứ lạc thì mặt. Cái chứ. Sao chị nói vậy? Mà sự thật nó là như vậy. Đời bây giờ đâu biết sống nay chết mai ai biết được chuyện gì đâu. Cũng cầu mong cho mà mình sống làm sao mà cho tụi nó lớn nó biết làm mà ra tiền để nó sống thì cũng là mừng rồi. Có hai đứa con à? Bốn đứa nhưng mà hai đứa theo ba. Năm đứa, ba đứa theo ba bên nội nữa. Ba đứa theo bên nội, còn hai đứa nhỏ thì đi theo mẹ. Có bao giờ anh em gặp nhau không? Có, chị hai nó có lên đây rồi. Dạ hả? Lâu lên. Chị hai thì có gặp, thấy được chị hình ảnh. Chị hai nó có gia đình mà. Thấy hình ảnh bé. Gia đình có con, có cái, nó còn phải đi làm công ty rồi nó đâu có thời gian đi đâu. À, có bao giờ ba rồi mấy chị thấy hình ảnh bé Bin chân dịch không? Ai biết đâu. Dạ hả? Chị chắc không còn liên lạc với anh luôn hả? Không. Nghĩ luôn. Cắt đứt mười... liên lạc là anh gì? Cắt đứt mười mấy năm luôn hả chị? Đúng rồi. Ngày xưa là giận hờn nhau hết duyên hết nợ hay sao chị? Sao? Giờ mà nói sao mà nhớ được chuyện gì? Đâu có quan tâm tới là tối ngày mình cắm đầu mình lo làm không mà đâu có thời gian. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Nay là 49 tuổi rồi. 49 gần 50 rồi. Có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ tìm thêm một người nào đó để phụ nuôi các bé không? Không. Sống vậy luôn. Chị, em thấy chị cứng cỏi ghê á. Cứng rắn á. Chứ gặp người ta là nhiều người là gặp cái cảnh mà con thơ rồi anh bệnh rồi nhà mướn nữa rồi. Làm sao để xoay sở hết cuộc sống cho gia đình? Giờ mình không cứng thì đâu có được. Đúng không? Mình mà yếu đuối hay là mình buông bỏ nữa thì đâu có ai lo. Bây giờ mấy đứa này nó hơi lớn lớn cũng đỡ.
Bin thấy mẹ chạy xuống chạy tới chạy lui thăm, thấy cực vất vả không Bin? Không biết là trời chân dịch tháng 3 triệu là tiền đi thăm hết 1,5 triệu rồi. Hả chị? Cách ngày là đi ngày hả? Nhiều khi 2-3 bữa. À. Nhiều khi cách ngày cũng đi, rảnh hay đi. Ừ. Nhiều khi trời mưa cũng đi đó. Ừ. Có nghĩa là đi bữa trưa thôi. Sáng là mò ốc. Sáng là lo cho ông anh. Ừ. Sáng là quét nhà rồi cuốn mùng cuốn đồ cho ổng. Ừ. Lao cái chỗ ổng thì lao mình gì cho ổng rồi thay tả. Rồi đi mua đồ về cho ổng ăn. Cho ổng ăn xong rồi nhiều khi mà thấy trời ngon thì đi khỏe cho mình thì đi mua hến. Ừ. Kiếm vài ký để ngày mai bán có tiền. Ra chợ bán hay sao? Không. Nhiều khi ở sớm á đó. Ừ. Cái người ta dặn á. Khi người ta dặn rồi mai lấy cho tôi 1 ký, 2 ký gì đó. Ừ. Rồi nếu mà không có, ở đó không dặn thì mình đem vô trong kia mình bán. Ký 25 ngàn? 20 thôi. 20 ngàn. Mưa lớn chạy về. Sợ với quá. Sợ sấm sét nữa. À. Với lại xe của mình nhiều khi đi thì cái sợ nó bị ướt bu ghi, nó tắt máy á. Ừ. Cái mắt còng đẩy gì chắc là. Ừ. Bữa đi qua. Nhưng một ký á, nếu như mà nó mò trúng thì mình mò khoảng mấy tiếng? Không ai biết được rồi. Dạ. Chồng bây giờ đâu giống ngày xưa đâu, giờ xa xa mới có con mà cứ ở dưới nước mà đâu thấy đường, mà cứ mần mần vậy nè. Trời ơi. Bắt được, thấy nhưng mà cái tay của mình giờ mình biết con hến. Nè, cái con hến này mới mò lên. Nó ú nè. Thịt nó ăn mập lắm. Hến này nó ú lắm. Hến này thì một là luộc lên rồi lấy cái ruột á xào. Xào mướp hoặc là nấu canh bầu ngọt lắm. Xào ngọt với giá hẹ cũng ngon lắm. Dạ. Xào với bắp cải cà chua cũng ngon. Hoặc là nấu cháo với nấm rơm á. Ừ. Bin cho biết nè, hổng ngày có cái điện thoại mới á, thì mình có giúp cho mình đỡ buồn, có thường điện cho mẹ không? Có. Điện hả? Dạ. Điện bằng gì? Zalo hay là số điện thoại? Zalo. Điện Zalo. Điện cho mẹ đỡ buồn hơn không? Nói chuyện tiếng đồng hồ. Nói chuyện tiếng đồng hồ hả? Vui hơn không? Trước có nghĩ rằng là mình có điện thoại không Bin? Không. Không hả? Dạ. Trước nghĩ rằng là mình không có điện thoại đâu. Mà sau khi có điện thoại mình thấy mình vui hơn, đỡ nhớ gia đình hơn đúng không? À dạ. Bin sử dụng gành điện thoại không? Dạ. Rồi có sử dụng điện thoại để đánh game không? Không. Không có sử dụng điện thoại chơi game là chủ đuổi luôn nha. Ừ. Có coi cái TikTok gì đó. Coi TikTok với lại cái pin gì ở trong cái... Coi mấy cái ứng dụng Facebook rồi YouTube. Đó. YouTube rồi đó. Ừ, không. Ừ. Lên coi cái pin gì nó có khúc. À lên coi giải trí thôi. Đừng coi bỏ mấy con vịt nó đi lạc hết luôn nghe. Nhưng mà nó gọi điện về nhà nhiều hơn. Gọi cái rồi khi nó đi đó nó cũng gọi đi tới đi lui. À. Lâu quá là lâu. Thấy con của mình gọi điện thoại về nhà rồi gặp đỡ nhớ hơn không chị? Thì nó coi như nó gần gũi hơn. Dạ hả? Với là mình cũng đi qua đây thường xuyên cho nó nhiều khi... Như nãy nó cũng... Nhiều khi cái mình coi mình trông có cái gì trục trặc thì mình kêu nó dậy cho nó ngủ một chút. Ừ. Em hỏi mà đang ngủ dây kè kêu vậy. Ủa chú Hồ hỏi cái chỗ này chỗ nào? Anh đang còn say. Ở đây rất là mát. Ở phía bên đây là một cái khu đồng á. Nên anh thử mát lắm. Nó thoáng, nó có vườn cây, rồi. Có cây, có cối nè, trên đây có dừa nữa đó. Dạ nó cao ráo, rồi không có ẩm thấp, giống như là ở trong đồng. Ừ. Ở trong đồng thì mình thấy tội Bin quá. Thì đó, ở trong đạo phải chịu thôi. Ừ. Chứ giờ làm chùa thầy chủ cũng ngủ gì, nó cũng ngủ gì chứ đâu có ai sang hơn ai đâu. Ừ. Rất là nhiều cậu bé chân dịch mà... Nó tới liền ba cắt lúa, tới nữa liền ba có cắt lúa thì nó cũng vô liền ba. Liền ba là xa hả? Xa, bên bển. Ở bên hướng nhà chị ha. Đúng rồi. Lên 3 lên 2 mua đồng ở đó đó. Ừ. Vậy là ngỡ chạy đi chỗ này rồi. Chú Hồ không có vô thăm Bin thường xuyên được rồi. Nhớ chú Hồ không Bin? Còn nghĩ chắc có. Ừ. Có hả? Mai mốt mà lỡ đi vô Liên 3 mà chú Hồ mà đi tới Liên 3 luôn nó mới ghê. Xa. Xa hả? Thì chạy đi qua bển là thấy xa rồi. Ừ. Rồi chạy vô mấy đoạn nữa. Không, em ở đâu cũng đi tới mà. Qua 2 cây cầu. Nếu như mà đủ duyên thì em chắc, ở đâu cũng đi tới cả. Chắc 10 mấy cây số hay gì. Đây về nhà mình là 10 mấy cây số. Vậy không sao đâu.
chủ yếu là ghé thăm Bin để quay cô bác anh chị biết. Lên đền cổ Bin cũng qua cây cầu. Dạ, Bin cũng qua cây cầu nữa. Bin cũng càng ngày càng lớn lên mà. Thì thành nữ là cuộc sống của Bin sẽ sau này sẽ không phải là một cậu bé chân dịch hoài, mà cũng phải chuyển sang một cái nghề khác nó phù hợp hơn. Chân dịch là một cái biện pháp gọi là tức tạm thời để mà giúp mẹ đỡ trang trải cái cuộc sống trong gia đình thôi. Còn cái việc mà Bin chân hoài thì không có, cũng phải lớn lên đi học nghề hoặc là tìm nghề khác phù hợp hơn, đúng không Bin? Hôm trước chú nghe nói gì ông chủ dịch rồi nhận làm con nuôi rồi cưới vợ gì quá trời luôn. Quá trời luôn, ông nói giờ sao? Giờ ở với tôi 5 năm nữa tôi cưới vợ cho, mà vợ là phải tôi chọn à. Rồi xong rồi tôi cho một cây vàng 24, rồi tôi cho 20 triệu, rồi xong cái gì bà khách khứa rồi tôi đãi, tôi lo cho một miếng đất cái nhà sướng quá hả. Thật ra thì cái chuyện 5 năm nữa là một cái chuyện rất là xa vời, với lại cái chuyện vợ con, cái chuyện gia đình thì đối với tuổi Bin không phù hợp để mà mình bàn tính. Tại vì cái tuổi Bin còn ngây thơ lắm, nhưng mà dạ, nhưng mà tại vì chắc là tại vì chủ thương Bin quá nên là nữ là chủ mới nói như vậy, làm con nuôi. Dạ, muốn nhận làm con nuôi thôi, còn cái việc mà xa 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 hơn nữa thì không có bao giờ nghĩ tới. Con phải bây giờ nè, trước khi tính đến cái chuyện đó thì con phải tìm cái công việc nào con có lên mạng hay là gì đó, con tìm một cái công việc nào con yêu thích, rồi sau đó con giữ dịch. Ví dụ một tháng con được 3 triệu thì con đưa cho mẹ 2 triệu, con bỏ 1 triệu vô cái ống heo, thì giữ hết một năm thì con cũng được mấy chục triệu, mười mấy triệu rồi. Rồi sau đó là con lấy số tiền đó con đi học nghề. Ví dụ đến 18 tuổi thì con đi học nghề khác cũng được. Rồi bây giờ rảnh thời gian á thì con lấy mấy cuốn sách á, con cứ đọc chữ tới lui để thôi quên ha chị. Chị có thể lấy một cái cuốn sách nào á cho Bin đọc chữ tới lui để thôi mai mốt quên chữ. Nó không đọc chữ trên điện thoại quá. Hoặc là đọc chữ trên điện thoại á, hiểu không? Dạ. Để thôi mai mốt con quên chữ là con ra đường, con không biết chữ là con không làm gì được hết. Bây giờ cái tuổi của con thì nghỉ lâu quá thì quá cái tuổi đi học thì không đi học được. Thì mai mốt ví dụ như là con cầm điện thoại con đọc, hoặc là con lấy sách, con mua sách gì con tự đọc. Bin cũng đọc chữ điện thoại, cũng viết tin nhắn trên điện thoại được mà. Cần đọc chữ trên sách, trên sách không? Chú Hồ nữa đem cho cuốn sách. Cuốn truyện á. Ấy là sách đọc truyện không? Hết đọc truyện không? Hết đọc truyện thì mai chú Hồ đem vô vài cuốn cho đọc. Dạ. Yeah. Ha. Ấy rảnh thì mình đọc thôi. Đọc để không quên cái con chữ. Tại vì con không biết chữ là con không ra đường, con không làm được gì hết. Con hiểu không? Dạ. Ví dụ như lớn lên mà con muốn có một cái chiếc xe gắn máy á, mà con đi chạy đi làm, mà con không biết chữ thì con không bao giờ con đi thi bằng lái được. Cái chuyện gần nhất là thi bằng lái. Thì con không thi bằng lái được thì con đâu có xe con chạy. Nó không hợp lệ, con hiểu không? Dạ. Nên con phải làm gì làm, cố gắng rèn luyện thêm cái con chữ ha. Dạ. Chú nói vậy nữa mai mốt chú tặng cho con mấy con truyện chịu không? Dạ. Để con đọc cho chú nghe luôn. Dạ. Ok không? Đúng không? Đọc liền qua ngày sau là chú kêu hỏi kể lại cái câu chuyện đó là sao, phải kể được cho chú nghe. Phải thuộc giống như đi học trả bài vậy. Đúng rồi. Hơi khó. Hơi khó. Mà chịu không? Ê, đem sách đó nữa, mình đem sách theo luôn. Ha. Dạ. Rồi, dạ mà miễn cưỡng như vậy. Dạ. Chịu không? Chịu ha. Dạ. Chị ngày hôm nay á thì em đến đây á thì trước đây thì em có thay mặt cho cô Phấn ở Úc á gửi cho mua Bin một cái điện thoại. Cô Phấn thì gửi cho Bin 4 triệu, nhưng mà em mới mua cái điện thoại là mới có được 2.190.000 thôi. Thì cái số tiền còn lại là 1.810.000 là đủ 4 triệu, đúng không ta? Hình như chơi 1.810.000 thì hôm nay em ủng hộ cái phần này nữa thì em đưa cho gia đình mình là 1 triệu, thay mặt cho cô Phấn ở Úc gửi cho gia đình mình 1.9 triệu ha. Đây chị giữ giùm em, chị đếm đi, phải không? Em có biết đâu. 1.9 triệu với 2 triệu, 2.2 triệu là 4.1 triệu rồi, đúng không? 1.9 triệu, 2 triệu, 4.1 triệu.
đủ rồi, mà đủ rồi đó, vậy là đủ rồi đó. Em mua này bốn gửi 4 triệu mà giờ đi 4,1 triệu là dư. Thì mua này mua này nè dư rồi. Dư 60,000. Để lát nữa mấy mẹ con mua trà đường uống. Dạ, cảm ơn chú Hồ. Dạ, cảm ơn cô Phấn. Này. Cô Phấn. Dạ. Đã gửi một phần quà lớn cho gia đình của hai mẹ con cô Bin. Rồi Bin nói gì với cô Phấn cũng như là tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân không? Khỏe. Cô Phấn. Cảm ơn cô Phấn. Cảm ơn cô Phấn. Cảm ơn sao trời? Nói đàng hoàng. Nói đàng hoàng lại. Cảm ơn sao? Cảm ơn cậu Phấn. Đã tặng gì cho con? Tặng con cái điện thoại đó. Tặng cho con cái điện thoại. Ừ, với lại cái gì? Gì nữa? Không nhớ. Không nhớ. Ơi, chắc có lẽ là Vin dần dần cũng biết bắt đầu biết mắc cỡ, ngượng ngùng. Nhưng mà mai mốt là tập là mình nói cảm ơn. Ha, bình thường thôi. Bình thường có gì đâu. Cảm ơn thì đó là cái lòng tốt mà ai tặng hay cho thì mình cũng sẽ cảm ơn. Ai cho cái gì mình không phải cảm ơn chứ. Ha chưa? Dạ. À. Nói cho rõ lên chứ mắc cỡ gì đâu, phải gặp gái đâu mắc cỡ chàng. Có cần nói lại không? Cảm ơn cô Phấn đàng hoàng đi chàng. Con cảm ơn cô Phấn đã gửi quà cho con. Chúc cô Phấn gì đó thật nhiều sức khỏe. Con cảm ơn cô Phấn đã nhắn lại cho con. Nói chuyện đàng hoàng không con... có cười, không có giỡn. Nhị sức khỏe. Nói gì tắc tắc. Rồi. Thôi thì mai mốt là phải khắc phục lại cái vấn đề đó. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị quý Mạnh Thường Quân ha. Cảm ơn ngày hôm nay cũng thay mặt cho gia đình của bé Bin, cảm ơn cho cô Phấn rất là nhiều đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ cho hoàn cảnh cuộc sống gia đình của bé Bin. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác quý anh chị ở video clip sau.